tuyến đường vành đai 2,5 nối từ Đầm Hồng với đường Giải Phóng thuộc địa phận quận Hoàng Mai chỉ dài 2,1 km, nhưng đến nay sau 16 năm, chủ đầu tư mới chỉ làm được khoảng 300 mét. Nhằm giảm lưu lượng người và phương tiện lưu thông khu vực Linh Đàm, năm 2002, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường Đầm Hồng, Giáp Bát thuộc huyện Thanh Trì, nay là quận Hoàng Mai. Theo đó, tuyến đường nối từ Khương Trung, quận Thanh Xuân đến Giải Phóng, đối diện đường Kim Đồng hiện nay, dài 2,1 km với tổng mức đầu tư dự toán ban đầu là 1.300 tỷ đồng, được xây dựng theo hình thức BT. Nhà đầu tư là liên danh công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cùng công ty xây dựng công trình Hoàng Hà. Hai công ty này đã thành lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Hoàng Mai để trực tiếp quản lý dự án. Ghi nhận thực tế tại điểm giao phố Trần Điền, theo quan sát, chỉ duy nhất một công nhân đang làm việc tại công trường. Nhiều nhà vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Mọi hoạt động buôn bán tại đây vẫn diễn ra bình thường. Một cây cầu thuộc dự án đang thi công dang dở, chưa được hoàn thiện. Nhiều thanh sắt có dấu hiệu hoen rỉ, xuống cấp. Tại điểm Đầm Hồng, nơi tuyến đường chạy qua, theo quan sát của chúng tôi, chủ đầu tư mới chỉ rải đá dăm cấp phối khoảng 200 m, xung quanh cỏ mọc tùm. Tại đây trở thành điểm tập kết rác thải như thế này. Cách Đầm Hồng không xa, khu vực được cho là đang thực hiện giải phóng mặt bằng, xuất hiện một bãi rác kéo dài hàng trăm mét. Rác mới, rác cũ, rác đổ đống với đủ loại. Mùi hôi thối, xú uế bốc lên nồng nặc. Được biết, tuyến đường vành đai 2,5 Đầm Hồng, Giáp Bát chủ yếu nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai và một phần nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, với tổng diện tích phải thu hồi để giải phóng mặt bằng trên 67.000 m². Trong đó, quận Hoàng Mai là trên 58.000 m². Tuyến đường góp phần giảm ùn tắc trong nội đô. Tuy nhiên, với tiến độ thi công của dự án và những gì đang diễn ra lại khiến tuyến đường trở nên nhếch nhác,